quen cái này cũng nhiều đấy. Quá im. Quá đã luôn các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang địa chỉ là 170-172 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình. Đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về sầu riêng Phương Trang, cơm vàng, hạt lép, bao ăn. Đây là trên đường Trường Chinh buổi tối mình nè các bạn. Đây những chiếc sầu riêng tươi xanh như bức tranh, họ tròn vo luôn các bạn. Cái này nó bị hơi lép bên này chút xíu nhưng mà được, bên này nó bù nè. 1, 2, 3 cái này nó hồi gai này nhỏ lắm nha các bạn, gai này là đâm đau nhất luôn, sầu riêng luôn chị ơi. Khách tới luôn, khách tới luôn. Sài Gòn mưa nữa các bạn. Sáng thì không nắng muốn nứt cái đầu luôn. Chiều cái bắt đầu cũng mưa. Thank you.
khoảng 220 nghìn. Tắt ra xong rồi còn cái gì? Còn cái cục gần kỹ thế không? Bởi vì chính là yếu. Chính là yếu. Rồi sẽ quay đến đây. Vô trong em trai lựa cho anh trai. Ok em cho khô, em lấy cho khô. Đừng có cũng luôn nè, có thể khô khô. Nhưng mà vừa đúng không? Lấy cái này được không? Cái này 2.8 nè. Cái này ngon lắm. Tiền coi, được bao nhiêu kiếm tiền. Cái này được ngon lắm. Cho cái bill, coi cái bill đi anh trai. Cái này là 30. Kìa, Trân ơi coi giùm anh trai nè. Rồi, rồi cảm ơn anh chị. Nó vô cái hộp các bạn. Rồi. Ngon quá, ngon quá. Rồi, khách luôn. Ngon quá. Cái này đỉnh luôn. Tròn do như trái nho. Cái này được 6 màu không Trân? 6 màu luôn. Thử coi ra bảy không nặng thôi. 4 rồi nha các bạn. Bảy học là gì biết sao anh trai? Giờ nó đăng thêm học nữa. Năm mấy rồi mình chưa thấy giấy sầu riêng bảy học nha các bạn. Ngày xưa mình quay được 2-3 trái. Còn quá. Rồi khách tới luôn. Sầu riêng luôn anh ơi. Chưa có luôn. Có rồi nhưng mà nó thủ 2 đêm. Có đi 6 không? Có luôn, đi 6 bên này. Ừ, trời. Bao cơm anh ạ? 2.650 ha. Mua hộp không anh? Mua hộp không anh?
Rồi khách tới luôn. Trời trời trời, cầm dao mà chập chân. Anh đứng kế bên đó chân. Hôm quá trời thơm các bạn, mưa xuống các bạn. Thôi vô trong lửa luôn anh trai ơi. Tốt người ta ở lại, một giờ ta mà hết, không ai lại hết.